ShopMD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em giới thiệu đến cả nhà mình bộ 50 đĩa CD ha. Những nhà soạn nhạc vĩ đại. Thì cái bộ này ở trong này nó có 50 đĩa cả nhà. Của các cái nhà soạn nhạc khác nhau. Mỗi đĩa là có tên của cái nhà soạn nhạc đó ở trên. Và mỗi nhà soạn nhạc như thế này thì có một cái màu khác nhau. Ví dụ như ở đây là em có đĩa... trong cái bộ đĩa 50 đĩa này thì của Moza là có 10 đĩa cả nhà. Riêng Moza là nhiều nhất ha, 10 đĩa. Thì 10 cái đĩa của Moza thì đều được in cái mặt ở trên nó đều là màu đỏ hết cả nhà ha. Màu đỏ hết. Đó, theo kiểu này cả nhà. Đó. Tchaikovsky thì là màu xanh này cả nhà ha. Ray thì màu xanh màu này. Còn Schubert thì màu này. Nói chung là có bao nhiêu nhà soạn nhạc thì có bấy nhiêu màu khác nhau cả nhà ha. Không có giống nhau. Rồi, đó là cái mặt ngoài cả nhà ha. Cái mặt ở trong của mình nó là đĩa lòng trắng như thế này cả nhà ha. Đĩa lòng trắng và có in ký tự, in mã vạch cả nhà ha. In mã vạch đó. Đó. Nói chung là đĩa xịn cả nhà. Bộ này thì theo thông tin ở trên này là của công ty First Music nè ha. Đệ nhất âm nhạc sản xuất cả nhà ha. Và được phân phối ở Tokyo, Nhật cả nhà ha. Cái dàn nhạc mà biểu diễn cái của cái bộ đĩa này đó là dàn nhạc giao hưởng hoàng gia của London Anh cả nhà ha. Cả nhà mình có nhìn thấy rõ không? Dàn nhạc giao hưởng hoàng gia London Anh. Rồi, cái bộ đĩa này thì em sẽ bán cho cả nhà mình với giá 2.200.000 cả nhà ha. Bao ship toàn quốc cả nhà. Cả nhà mình cứ chuyển cho em 2.200.000 thì em sẽ gửi về cho cả nhà mình nha. Cả nhà mình không phải trả bất kỳ một cái khoản nào nữa. Thì em sẽ cùng cả nhà mình đi xem nội dung của các cái đĩa ở trong cái bộ này ha. Để cho cả nhà mình có thể nắm được là cái bộ này nó là cái gì. Đó. Thì các cái nhà soạn nhạc trong cái bộ 50 đĩa này thì mình sẽ gồm có em sẽ đi từ các cái nha, từ ít tới nhiều ha. Đây. Đây là cái đĩa này có trong này có 3 nhà soạn nhạc cả nhà ha, có ba cái bài của ba nhà soạn nhạc. Thì những cái đĩa này là những cái bài ở trong này là được tuyển chọn ha, được tuyển chọn những cái bài hay nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà soạn nhạc ha, để mà đưa vào thu vào đĩa này, ghi vào đĩa. Rồi, đây là đĩa đầu tiên cả nhà ha. Đây là đĩa thứ hai cả nhà ha. Đây là đĩa thứ hai. Mình có giao hưởng 4 mùa ở đây. Đĩa thứ hai cả nhà. Rồi, đây là đĩa thứ ba này cả nhà. Mình đang có những cái đĩa này là của 2 đến 3 nhà soạn nhạc cả nhà ha. Đĩa này cũng 3 nhà soạn nhạc nè. Rồi, bây giờ mình sẽ có đĩa của từng nhà soạn nhạc riêng lẻ cả nhà ha. Đây là của Schumann cả nhà ha. Debussy. Piano. Mình có Wagner. Cái bộ này là bộ tuyển chọn những cái bài mà hay ha, của những cái nhà soạn nhạc này để ghi vào đĩa cả nhà. Mình có Rimsky và Korsakov cả nhà ha. Rimsky, Korsakov. Ở đây là Dvorak cả nhà ha. Bản giao hưởng số 9. Mình có Rossini cả nhà ha. Rồi Puccini cả nhà ha. Chắc chắn là người Ý rồi. Horn ha.
Mala Sati. Rồi, đó là những cái đĩa đơn ha, đĩa mà những cái đĩa không phải đơn mà những cái đĩa của các nhà soạn nhạc, nhưng mà chỉ có một đĩa cả nhà. Những nhà soạn nhạc sau này là có hai đĩa nè, Ray nè có hai đĩa ha, Piano Concerto cả nhà. Này của Schubert, Piano Quintet, Schubert một đĩa nữa là giao hưởng số 8 và giao hưởng số 3. Đây là Ray ha. Ray có hai đĩa nè. Mendelssohn cả nhà. Violon Concerto. Đây là Mendelssohn nữa nè. Nhà soạn nhạc người Đức cả nhà ha. Người Áo. Hơi thở mùa xuân. Ông có ba đĩa cả nhà. Mình có đĩa của Chopin đây cả nhà ha. Chopin nữa. Concerto số 1, concerto số 2. Và Chopin nữa. Là Chopin có 3 đĩa cả nhà ha. Rồi. Tiếp tục là mình có Tchaikovsky cả nhà. Tchaikovsky. Violon Concerto. Đây là Tchaikovsky cả nhà ha. Hồ Thiên Nga. Tchaikovsky, Romeo and Juliet, Love Story cả nhà. Hoặc là Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Người Đẹp Ngủ Trong Rừng cũng của Tchaikovsky cả nhà ha. Piano Concerto số 1. Giao hưởng số 6. Rồi, mình tới Beethoven ha. Bản giao hưởng số 9. Bản giao hưởng số 6. Bản sonat số 5 và sonat số 9. Giao hưởng số 5 và giao hưởng số 1. Piano concerto số 1 và piano concerto số 5. Piano sonat cả nhà ha. Sonat ánh trăng. Và đĩa cuối cùng của Beethoven đây ha. Giao hưởng số 3. Và cái người mà có nhiều đĩa nhất là Mozart cả nhà ha. Riêng Mozart là có 10 đĩa cả nhà. Giao hưởng số 32, số 35, số 38. Piano sonat ha. Bản sonat cho piano. Giao hưởng số 40, 41. Violon concerto số 5, số 3. Piano concerto số 21, số 23. Giao hưởng số 36, 39. Piano sonat. Và piano concerto số 20, số 27. Đó. Thì em vừa điểm qua 50 cái đĩa cả nhà ha. 50 cái CD của những nhà soạn nhạc vĩ đại cả nhà ha. 50 đĩa này được em bán cho cả nhà mình với giá 2.200.000. Cả nhà mình chuyển tiền cho em sẽ gửi về nhà cho cả nhà mình nha. Dạ. Đó, thì em quay clip chi tiết các cái nội dung của các cái đĩa cho cả nhà mình nắm được là ở trong đó nó có cái gì. Đó, để cho cả nhà mình xem. Đĩa thì hàng này là em đấu giá ship từ Nhật về cả nhà ha. Đó. Rồi. Bác nào quan tâm thì xin cứ liên hệ với em ha. Đĩa xịn lòng trắng nè. Đó. Em ship hàng toàn quốc ha. Cả nhà mình cứ chuyển tiền hết cho em thì em sẽ miễn phí ship. Còn nếu đặt cọc 15% giá trị hàng, nhận hàng trả tiền thì em không bao ship ha. Dạ. Không bao ship. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Dạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip sau ạ.